Anatoly Eduardovich, xin chào. Hôm nay chúng tôi ở, có lẽ, tôi không sợ từ này, một trong những nơi sáng tạo độc đáo nhất, tại địa chỉ của trung tâm Uzsky của bạn, nằm trên lãnh thổ của khu công nghệ nghiên cứu ở Sharja. Cách đây 6 tháng, tại đây đã diễn ra buổi giới thiệu giai đoạn đầu tiên của việc thực hiện dự án giao thông đô thị mới, nơi bạn đã giới thiệu những vị khách cấp cao. Giới truyền thông quốc tế không chỉ là một khu phức hợp nhiệt đới, mà còn là cơ sở hạ tầng cơ bản cần thiết cho nó. Tất nhiên, sự kiện này đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Đồng thời, bạn đã thông báo về các giai đoạn tiếp theo của việc xây dựng khu phức hợp. Mọi thứ bây giờ như thế nào và những gì đã được thực hiện kể từ đó? Tiến độ công việc như thế nào? Tất nhiên, chúng tôi không dừng lại trong công việc của mình dù chỉ một phút. Và tiếp tục triển khai dự án giao thông đô thị sáng tạo kiểu mới ở Sharja. Bạn đã lưu ý chính xác rằng khoảng một năm trước, chúng tôi đã bắt đầu vận hành thử nghiệm đường thử số 1. Tại nhà ga của tuyến đường này bây giờ chúng tôi, với một cầu vượt đường sắt dây linh hoạt dài khoảng 500m, có 3 nhịp, 100m, 200m, 100m, và 2 đoạn thoải hơn, mỗi đoạn khoảng 50m. Tổng chiều dài tuyến khoảng 500m. Cần lưu ý rằng khu phức hợp của chúng tôi không chỉ bao gồm toa xe chở hàng và chở khách thuộc loại cải tiến. Thông thường người ta quan niệm khái niệm vận tải chỉ là đầu máy toa xe. Không, điều này bao gồm tất cả cơ sở hạ tầng đổi mới cần thiết của cấp độ thứ hai. Đây là những trạm dịch vụ toa xe, ga hành khách, cấu trúc đường dây chuỗi, hệ thống cung cấp điện và thông tin liên lạc, mạng lưới kỹ thuật và các yếu tố khác. Trong thời gian này chúng tôi đã thành công, ngay trong lĩnh vực này, trong cái nóng này, dựa trên các yếu tố thực tế để tiến hành kiểm tra và thí điểm tối ưu hóa tất cả các quy trình chính, các yếu tố, điểm giao, quy trình kỹ thuật, đưa ra các quy tắc vận hành hệ thống điều khiển tự động, giải quyết các vấn đề bảo trì trạm. Chúng tôi cũng có cầu vượt đường sắt, chúng tôi có hệ thống điều khiển tự động, mạng lưới kỹ thuật có rất nhiều trong số đó, cảnh quan và các yếu tố cấu trúc khác. Bước quan trọng tiếp theo là chứng nhận tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông Uzsky theo thiết kế nhiệt đới. Nó có nghĩa là thiết kế không chỉ là hình ảnh. Đây là một giải pháp kỹ thuật, một giải pháp công nghiệp với tất cả các yếu tố cấu trúc chính, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, mà chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc vào năm 2021. Các tiêu chuẩn, yêu cầu ở Emirates hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn trên thế giới. Điều này là đương nhiên. Tất cả các công trình trước đây đã cho phép chúng tôi xác định các giải pháp giao thông và cơ sở hạ tầng tối ưu. Hiện tại, hai dây chuyền thử nghiệm nữa đang được xây dựng trên lãnh thổ của trung tâm Uzsky. Đây là tôi đang ở ga hành khách đầu tiên. Nó nhỏ vì nó là một trạm thử nghiệm, được thiết kế cho lưu lượng truy cập nhỏ. Nhân tiện, đây là một chứng nhận về sự phù hợp của khu phức hợp của chúng tôi. Hãy xem có bao nhiêu thành phần công nghệ, nút, phần tử, trạm, hỗ trợ tất cả những điều này được bao gồm trong chứng nhận. Và bây giờ chúng ta sẽ đi trên một chiếc Unica phiên bản nhiệt đới. Chúng tôi đặt chiếc xe này là VIP, vì hành khách đầu tiên của nó là một xây. Điện hạ, người phụ trách Sharja. Chúng tôi thực sự đã thiết kế lại chiếc xe Unica 6 chỗ thành phố, trong phiên bản thông thường để 4 chỗ ở nhiệt đới. Chúng tôi đang ở trong một chiếc Unica nhiệt đới, như tôi đã nói, nó là một chiếc 4 chỗ. Điều hòa không khí được tăng cường ở đây, pin lưu trữ năng lượng nâng cao. Bởi vì để làm mát, điều hòa không khí, bạn cần năng lượng gấp 3 lần so với vận động. Ở đây chúng tôi đang tăng tốc 18 km, 20, 25. Tốc độ thấp vì đường ở đây ngắn, đặc biệt là với yên ngựa. Yên xe được thiết kế cho tốc độ 60 km/h.
Do đó, chúng tôi vượt qua nó ở tốc độ thấp hơn. Ở khu vực đô thị, các ga cũng sẽ nằm gần nhau nên tốc độ cũng sẽ không cao. Đối với các tuyến đô thị, nơi các ga gần nhau, tuyến này là lý tưởng. Ngoài ra nó còn rất rẻ. Ở đây, cấu trúc đường đua chỉ nặng, nếu chúng ta đi đường đôi 50kg trên mỗi mét tuyến tính. Nếu chúng ta lấy đường ray xe lửa, chẳng hạn, giờ 6 năm, thì từ chúng ta có thể xây dựng cùng một chiều dài trên đường dây võng của chúng ta. Do đó, đây là một hệ thống thực sự độc đáo và khi nó được chứng nhận, ngay cả cơ quan cấp giấy chứng nhận cũng ngạc nhiên về các thông số mà chúng tôi đạt được. Về mặt hiệu quả, cường độ sử dụng tài nguyên, chúng ta có mức tiêu thụ nguyên vật liệu tối thiểu. Về độ tin cậy, độ bền, cũng như ảnh hưởng của toàn bộ phạm vi nhiệt độ. Ví dụ, ở đây khí hậu là nhiệt đới và dưới ánh nắng mặt trời, cấu trúc có thể nóng lên 70 đến 80 độ C. Hiện chúng tôi đang vận hành đường đua ở chế độ thử nghiệm. Đây là giai đoạn bắt buộc trước khi vận hành thương mại. Chúng tôi đã có đủ kinh nghiệm vận chuyển số lượng lớn hành khách, chúng tôi chở nhiều người, chúng tôi thể hiện thành quả của mình. Những ai từng đi cáp treo có thể so sánh rằng, giữa vận tải bằng dây và cáp treo có trời và đất. Ở đó đường dây không ổn định, nó là một sợi dây, nó dao động theo gió. Ngay cả 20 km/h cũng là tốc độ đủ cao đối với cáp treo. Và tốc độ tối đa của sợi dây là 40 km/h. Vì vậy, đối với giao thông đô thị, vận tải đường dây, chúng tôi đã kinh doanh khoảng một năm nay, mà đã được chứng nhận là giải pháp lý tưởng. Ở đây có một phương tiện khác là xe tải chở container. Có một trường hợp duy nhất ở đây. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho tuyến đường vận chuyển hành khách đối với một trọng lượng nhất định của một chiếc xe Unicar. Và cấu trúc đường đua được thiết kế cho khối lượng này. Nhưng đường dây của chúng tôi có biên độ an toàn gấp 3 lần và thậm chí 5 lần. Unicar nặng xấp xỉ 4 tấn. Khi câu hỏi nảy sinh về cách xem lộ trình hàng hóa, giải pháp vận chuyển hàng hóa, tôi quyết định làm một thùng chứa nhỏ. Và đây cũng có thể là tiêu chuẩn của chúng tôi. Nhân tiện, nó sẽ bao gồm tất cả mọi thứ cần thiết cho việc vận chuyển. Kích thước của hộp đựng này lớn hơn, ví dụ, chiếc vali mà chúng ta đi du lịch, hoặc thùng xe mà chúng ta cũng chở những thứ khác nhau. Vì vậy, chúng tôi đã làm một chiếc container nhỏ với sức chở lên đến 5 tấn. Nó cũng là một thiết kế nhiệt đới, và chúng tôi đã trình diễn hai chiếc xe, một giải pháp chở khách và một giải pháp chở hàng. Đồng thời, chúng tôi vận hành chúng đồng thời. Và điều này chứng tỏ rằng đường dây có biên độ an toàn đủ lớn. Bởi vì tải trên nó bây giờ chúng tôi thực sự đã tăng hơn gấp đôi. Và đường đua được vận hành theo chế độ thông thường bình thường. Chi phí vận chuyển của chúng tôi là rất thấp. Ở đâu đó trong phạm vi đồng đô la với giá 100 tấn trên km, hoặc 1% trên tấn km. Tức là chúng ta có thể vận chuyển 1 tấn hàng 100 km mỗi đô la. Do đó, thị trường vận chuyển hàng hóa cho hệ thống U-Sky của chúng tôi là rất lớn. Đây là tất cả các quốc gia trên thế giới, đây là toàn bộ hành tinh. Quản lý ở đây, bắt đầu, dừng, di chuyển thực tế mọi thứ được thực hiện tự động. Ở đây chúng ta có một toán tử điều khiển các lệnh này. Khi nào thì bắt đầu chuyển động, khi nào thì dừng lại. Trên thực tế, đây không phải là quản lý, mà là kiểm soát tất cả các quy trình. Bởi vì mọi thứ được kiểm soát bởi một hệ thống tự động mà chúng tôi đã thiết kế. Hơn nữa, chúng tôi đã phát triển nó để kiểm soát toàn bộ khu phức hợp chứ không chỉ một máy. Bởi vì có thể có hàng trăm, hàng nghìn và hàng triệu ô tô trên mạng lưới đường bộ sẽ di chuyển với tốc độ khác nhau, ở những nơi khác nhau. Một số người trong số họ sẽ ở nhà ga, những người khác sẽ trên đường đi. Đồng thời, việc vận chuyển hàng hóa cũng sẽ diễn ra. Tất nhiên, hệ thống phức tạp này phải được bảo dưỡng từ các phòng điều khiển.
nơi các chuyên gia, người vận hành sẽ kiểm soát hoạt động của tất cả các hoạt động, nhưng bản thân tổ hợp sẽ hoạt động ở chế độ tự động, và chỉ trong trường hợp bất khả kháng hoặc khẩn cấp. Một người kết nối với các quy trình, và đưa ra quyết định về cách tránh tình huống không lường trước được. Và đây cũng là công lao to lớn của chúng tôi, vì có lẽ chúng tôi là những người đầu tiên phát triển hệ thống điều khiển tự động cho toàn bộ khu phức hợp. Trước chúng tôi, hệ thống điều khiển cho một máy đã được thiết kế, lấy ví dụ như xe điện Tesla, nhưng ngay cả ở đó hệ thống kiểm soát vẫn chưa được kết thúc. Cô ấy chỉ điều khiển một xe ô tô, nhưng không điều khiển xe bên cạnh, các xe khác, không quản lý nhà để xe, trạm xăng, đường, ngã tư, vân vân. Không giống như hệ thống mà chúng tôi có. Và các giải pháp của chúng tôi khá đơn giản. Bạn thấy đấy, phòng điều khiển của chúng tôi nhỏ, nhưng nó phục vụ toàn bộ khu phức hợp. Cũng như những khu phức hợp mà chúng tôi đang xây dựng ở Sarja, tất cả các đường ray, tất cả các nhà ga, tất cả các ô tô. Cho chúng tôi biết thêm về các đối tượng khác đang được xây dựng. Nếu bạn lấy dòng số 2, nó sẽ ở đây. Sau đó việc lắp đặt 46 giá đỡ trung gian được hoàn thành, chúng thuộc loại vòm và công việc xây dựng trên giá đỡ neo đầu tiên. Nền và tầng dưới của tường bê tông được đặt trên giá đỡ neo thứ hai. Các công việc xây dựng và kỹ thuật khác đang được tiến hành. Việc hoàn thành các công trình này dự kiến vào mùa thu năm 2022. Nếu chúng ta lấy dòng số 4, bây giờ chúng ta thực sự đang đứng dưới nó. Việc cài đặt 8 giá đỡ trung gian cũng đã hoàn tất tại đây. Công việc xây dựng của mạng kỹ thuật trên cả hai giá đỡ neo. Công tác chuẩn bị cho việc lắp đặt cấu trúc đường ray dạng chuỗi đã bắt đầu. Chúng tôi nhìn thấy dàn giáo ở đây, vì việc lắp đặt cũng sẽ được thực hiện phía trên đường nhựa. Do đó, đương nhiên, chúng ta phải gắn đường đua để không gây cản trở giao thông. Các công việc lắp đặt của giai đoạn 1 đang được hoàn thiện. Đây là việc lắp ráp các đơn vị neo trên giá đỡ neo. Công việc chuẩn bị đang được tiến hành để kết nối nguồn điện. Chúng tôi cũng đã lên lịch hoàn thành mọi công việc vào mùa thu năm 2022. Ngoài ra, chúng tôi dự kiến cuối năm sẽ đưa dây chuyền này vào hoạt động. Đồng thời, cơ sở sản xuất của chúng tôi tại Minsk, Belarus đã phát triển và thực hiện một mô hình mới về mô hình hành khách đô thị, UPOD. Đây là chiếc xe có sức chứa 25 hành khách. Nó sẽ được vận hành tại đây trên tuyến này và sẽ đạt tốc độ lên đến 150 km/h. Dòng này sẽ cho phép bạn phát triển tốc độ như vậy. Như vậy, về tổng thể, chúng ta có thể nói rằng tất cả các công việc mà chúng ta đã lên kế hoạch đều diễn ra theo đúng tiến độ, bất chấp tất cả những khó khăn và vấn đề mà chúng ta phải đối mặt hiện nay do tình hình địa chính trị đặc biệt trên thế giới. Bạn đã nói về một mô hình giao thông đô thị mới mà nhóm Belarus của bạn đang nghiên cứu. Công việc nào khác đang được thực hiện tại trụ sở chính của bạn ở Minsk? Ở Minsk, trước hết, công việc tích cực hiện đang được tiến hành trong khuôn khổ các dự án thương mại đang ở các giai đoạn thực hiện khác nhau. Có rất nhiều trong số đó, và cần phải lưu ý rằng chu kỳ của dự án luôn mất một thời gian nhất định, đôi khi hàng năm. Chúng tôi đang chuẩn bị một đề nghị thương mại ban đầu. Sau đó, trong trường hợp xác nhận sự quan tâm của khách hàng, chúng tôi đi nghiên cứu khả thi. Và chỉ sau đó chúng tôi bắt đầu công việc thiết kế. Đây là một giai đoạn khá dài. Đôi khi phải mất vài năm kể từ lần gặp đầu tiên với khách hàng đến khi ký hợp đồng thiết kế. Vì vậy, song song đó là hàng chục lĩnh vực có tiến độ khác nhau. Ví dụ, tôi có thể trích dẫn thỏa thuận của chúng tôi với Bộ Giao thông Vận tải Dubai. Chúng tôi đã ký một thỏa thuận với GTA hơn 2 năm trước về quan hệ đối tác, hợp tác. Rằng họ cần những con đường chuỗi của chúng tôi. Nhưng một cuộc đấu thầu vẫn chưa được công bố. Một sự chuẩn bị lâu dài như vậy đang được tiến hành cho cuộc thi này. Ban đầu, khoảng 30 ứng viên từ khắp nơi trên thế giới đã gửi giải pháp của họ. Và GTA đã thuê các chuyên gia để đánh giá tất cả các công nghệ được đề xuất. Các chuyên gia đã đi khắp nơi trên thế giới, xem xét những gì được cung cấp,
và bây giờ chỉ còn 5 đề xuất về đích. Và tôi có thể nói rằng chúng tôi là một trong những người dẫn đầu, bởi vì giải pháp giao thông của chúng tôi là tối ưu nhất cho Dubai. Nhưng tất cả mọi thứ sẽ được thể hiện bởi cuộc thi, mà tôi hy vọng sẽ được công bố trong năm nay. Như vậy bạn thấy đấy, đã gần 3 năm trôi qua trước khi thông báo mời thầu. Ngoài các dự án thương mại và các hoạt động liên quan ở Minsk và tại Eco Techno Park ở Marina Gorka, chúng tôi không ngừng nỗ lực cải tiến công nghệ. Ví dụ, một khái niệm cơ bản mới về phương tiện tốc độ cao đã được phát triển và đang được cải tiến, khác với Uniflash và vượt trội hơn nó ở tất cả các đặc điểm chính, bao gồm cả hệ số cản khí động học. Chúng tôi đã cải thiện tính khí động học và do đó cần một động cơ ít mạnh hơn để đạt được tốc độ thiết kế. Chúng tôi đã cải thiện sự thoải mái trong cabin và trong các tùy chọn xe tốc độ cao. Đối với những chuyến đi xa, chúng tôi đã trang bị một phòng tắm ở đó, nơi sẽ có một nhà vệ sinh và một bồn rửa mặt. Sự thống nhất đã được thực hiện về mặt bố cục từ hai mô đun giống hệt nhau, khi chúng tôi đã tổng hợp các mô đun giống nhau thành một đoàn tàu nhỏ. Khả năng cài đặt một phần bổ sung giữa chúng, một mô đun bổ sung. Và sau đó chiếc máy này thực sự biến thành một đoàn tàu nhỏ với công suất 25, 30, 40 hành khách. Chúng tôi tạo ra các mô hình đầu máy mới. Tiềm năng của các mô hình này trong tất cả các hệ thống đều đáp ứng các yêu cầu đưa ra trong các tình huống khẩn cấp. Quá trình phát triển được thực hiện tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn thế giới về chất lượng sản xuất, bao gồm cả việc sử dụng kinh nghiệm của các quốc gia như Hoa Kỳ và một số quốc gia châu Âu, và tất nhiên là cả Nga và Belarus. Ngoài ra, công việc đang được tiến hành để hiện đại hóa thiết bị chạy của đầu máy toa xe, để xây dựng tuyến thứ 7 trong công viên sinh thái, dài khoảng 800 mét. Đây là ở Marina Gorka, dòng thực sự sẽ trùng lập với dòng ở Sharjah, nơi tôi đã phỏng vấn. Đó là tuyến thứ 4, ở Belarus, một đôi đang thực sự được chế tạo chỉ dành cho các điều kiện phía Bắc, nhưng ở đây là một phiên bản nhiệt đới, và tiếp tục đề tài nghiên cứu. Gần đây có tin tức cho biết Uniskyshing Technology ENC nhận tư cách là một tổ chức khoa học từ Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Belarus. Tôi xin chúc mừng bạn về sự kiện này. Cảm ơn bạn. Trạng thái nhận được là sự xác nhận về năng lực và tầm quan trọng của các hoạt động khoa học của công ty kỹ thuật hàng đầu Uniskyshing Technology ENC của chúng tôi. Chúng tôi đã tìm đến anh ấy trong một thời gian rất dài và có hệ thống. Đây là cả 2 năm làm việc miệt mài và hoạt động khoa học tích cực của công ty và có tính đến nhiều sắc thái của pháp luật. Tất cả điều này trở nên khả thi nhờ vào những ý tưởng và công việc cần mẫn hàng ngày và tính chuyên nghiệp của các nhân viên trong tổ chức của chúng tôi. Bạn thậm chí có thể nói nhóm công ty mà tôi đã tạo ra, nơi có khoảng 1.000 kỹ sư hiện đang làm việc. Nhân tiện, Uniskyshing Technology ENC trở thành công ty tư nhân thứ 9 trong lịch sử của Belarus có được vị thế danh dự như vậy. Hôm nay chúng ta có 11 ứng cử viên khoa học, 5 nhân viên có chức danh phó giáo sư khoa học, hơn 10 nhân viên đang tham gia vào các hoạt động giảng dạy tại các trường đại học khác nhau của Belarus. Trong 5 năm qua, các nhân viên của công ty đã hoàn thành hơn 40 bài báo khoa học. Trong năm thứ 2 liên tiếp, một trong những lĩnh vực ưu tiên của USTINC là hiệu suất của nghiên cứu và phát triển có đăng ký nhà nước. Ví dụ, vào năm 2021, 5 tác phẩm như vậy đã được đăng ký. Không phải viện nghiên cứu nào cũng có số lượng nghiên cứu và phát triển này. 2 trong số đó được hoàn thành đúng hạn, 3 đang tiếp tục. Với sự hỗ trợ của công ty, 3 hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế đã được tổ chức. Nhân viên đã xuất bản hơn 100 bài báo khoa học và 5 ấn bản sách, chuyên khảo khoa học. Vào tháng 11 năm 2020, trung tâm khảo thí của riêng chúng tôi đã được công nhận, nơi các bài kiểm tra hiện đang diễn ra sôi nổi. Năm 2021, khái niệm phát triển các hoạt động khoa học và sáng tạo đến năm 2025 đã được phê duyệt.
Năm cuộc họp của Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật được thành lập trong công ty của chúng tôi vào năm ngoái đã diễn ra. Trong 5 năm qua, 95 văn bằng bảo hộ các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp đã được nhận. 2/3 trong số họ ở bên ngoài Belarus. Điều này đã được nhận và ít nhất 100 ứng dụng đã được gửi, chúng hiện đang được xem xét. Từ năm 2019 đến năm 2021, 20 bằng sáng chế Âu Á cho các phát minh đã được đăng ký. Năm 2020 lần đầu tiên nhận được bằng sáng chế của châu Âu. Và vào năm 2021, 2 chiếc của Trung Quốc.